18. Số 4 âm đồng nhé. Đấy, bố mẹ số 4. Đôi này ra con rất đều đặn luôn. Đây là con đực. Con đực là không đeo vòng nhé. Còn con cái là đeo vòng bên trái, vòng trắng này. Đấy, con đực thì cườm nó đồ sộ hơn. Cơm tấm. Đôi này đẻ thuần này.